nhân sự tổng sự thôi hả? Nhân đây chúng ta tôi thấy cái lĩnh vực rất hay là khoảng cái phụ khoa các bạn. Sau khi ngày mai chúng ta học cái phụ khoa thì nó có những cái bài thuốc rất là hay, tôi đã ứng dụng cũng nhiều hả? Cái thời mà tôi hồi trước tôi lâu tôi có ứng dụng khá nhiều cái những cái bài này, thấy nó hiệu quả rất tốt. Đồng thời cái phụ khoa cũng là một lĩnh vực mà tại vì nói chung nó đuối hơn chúng ta, nó cùng lắm là bí quá nằm mổ bắt con rồi vân vân. Trường hợp mà thai nằm ngang nằm ngược thì anh cũng không có cái phép gì anh làm, nhưng chúng ta có những bài thuốc mà thai nằm ngược nằm ngang các bạn, nó tụng lại để sinh sản như vậy. Bài chúng ta sang cái thuốc bổ huyết, bài đương quy bổ huyết hả, gồm có huỳnh kỳ với đương quy. Bài tứ vật chúng ta đã khảo sát rồi, bây giờ chúng ta sang cái bài đương quy bổ huyết cùng cái hai vị, trong đó huỳnh kỳ nó đóng vai trò chính hả? Số lượng nó lớn hơn cái thằng đương quy coi như gấp đôi. Cái này cũng sắc uống, thằng này bổ khí sinh huyết, nó sinh huyết bằng cách nó bổ khí à. Ở trong bài này thì huỳnh kỳ nó đại bổ tỳ phế, nó bổ vệ khí nguyên khí để sinh huyết, nó là quân. Còn thằng đương quy nó bổ huyết hòa vinh là thần, hòa vinh đó các bạn. Chữ vinh này người ta hay viết chữ vinh tức là phần dinh dưỡng. Như vậy giữa huỳnh kỳ với đương quy một thằng là nó bổ phía vệ khí, một thằng là đương quy nó bổ huyết, bổ phần dinh huyết đó. Hai thằng nó hòa hợp vào để nó kích thích sinh huyết. Trường hợp này là người mà nó rối loạn tạo huyết chức năng đó, chức năng tạo huyết vân vân cũng suy tí rồi, chúng ta dùng cái bài này hay lắm. Suy tí siêu nữa các bạn. Y học cổ truyền thì dùng trong cái hội chứng mà huyết hư do khí nó không lưu hành, nó không sinh huyết được, nó không kích thích để tạo huyết được. Cho nên nguyên nhân của nó là huyết hư này do khí. Thì y học hiện đại coi như hội chứng thiếu máu do các cái bệnh về mạng tính như rong huyết, rong kết không vâng, nó suy chức năng tạo huyết của tủy xương nữa. Chúng ta dùng cái bài này chỉ còn hai vị thôi. Rồi chúng ta sang sang rất là quan trọng, rất là kinh điển là sang quy trì. Chúng ta cũng có xâm kỳ quy trục đúng không, xâm kỳ quy trục đó. Chúng ta xâm nè, kỳ nè, quy nè, trục đó. Rồi phục linh, long nhãn, táo nhân diễn chí đều là hai thuốc an toàn tốt. Mộc hương, mộc hương ở đây sinh khương, tích thở đại táo. Như vậy tính ra là thứ 12 vị các bạn, chú ý nhớ hả? Trong đó xâm kỳ quy trục, rồi phục linh, long nhãn, táo nhân diễn chí, mộc hương, sinh khương và cam táo đại táo. Thực ra mộc hương nói chung ít có cái thang nào dùng đến 82 gram thôi. Trong các bài thuốc mà có mộc hương chúng ta dùng khoảng chỉ rưỡi trở lại thôi các bạn. Cũng như tế tân vậy, tế tân trong thang hầu như ít khi có thang nào trên chỉ hết. Nhưng mà chú ý hai cái vị này hả? Hai vị thường là dùng số lượng nhỏ thôi, vì tác dụng dược lý nó cũng khá mạnh mẽ, cho nên chúng ta chú ý. Ở đây thì người ta sách vở người ta theo vậy, nhưng mà tôi dùng thang quy trì thường là mộc hương thì khoảng dùng chỉ, bỏ vô chỉ nghĩa khoảng 3 gram mấy, 4 gram vậy thôi. Bài quy trì này chúng ta có thể ứng dụng để trị các cái trường hợp mất ngủ do hồi hộp và trần trọc phải không? Khó ngủ. Nếu như mà cái tạng hàn thì chúng ta gia sa nhân, họ phát chi khác chẳng hạn. Mất ngủ tạng hàn thường là mất ngủ ăn cũng kém, tức là ăn ngủ đều kém, thì chúng ta dùng thêm sa nhân họ phát chi khác vô. Còn trường hợp mà mất ngủ nhưng ăn dữ lắm, ăn thấy ngon miệng nhưng mà lại khó ngủ thì chúng ta có thể dùng thang này nhưng gia các thuốc mát vô, đó là vị nhiệt. Ví dụ như là ba hạt, ví dụ như hà thu ô đỏ vân vân, chúng ta gia thêm mấy thứ đó vô là ngủ ngon. Chúng ta chú ý đừng cứ mắc ngủ dùng thang này là điều hiệu quả, phải tùy theo người, tùy theo dạng người đúng không. Nếu như tạng nhiệt thì chúng ta thấy là mạch nó đi có lực, đi hơi nhanh thì có lực.
Còn nếu như mạnh đi hòa hoãn đi chậm, mình đi hơi hơi vô lực, không có lực, thì chúng ta nên dùng gia thêm xanh cho ngọt phát chi xét. Đó là vị hạt thường vậy. Hàng là cũng do hư hạt. Cho nên cũng bài này chúng ta có thể dùng để mà chữa nhiều cái trường hợp mất ngủ khác nhau cũng rất hay. Chúng ta ra, nếu trường hợp mất ngủ nhiều quá chúng ta có thể thêm bát tử nhân, không? Nếu mà có phục thần rồi đó, tốt. Nếu mà mơ mộng kinh sợ rồi quá, hả? Thấy ma quỷ rồi chúng ta ra thêm cái phục thần rồi vô. Ta xách nước uống hả? Tha. Thật làm hòn thì mỗi lần dùng khoảng 10, 12, 15 gram, không? Không? Nó kiện tỳ. Mà tỳ nhiếp huyết cho nên nó dẫn đến huyết dưỡng tâm, cho dưỡng được tâm. Ít khi bổ huyết cho nên tàn được thần. Từ đó có thể là chữa được mất ngủ. Trong cái bài này là xâm linh trục thảo, nó là tứ quân bộ khí. Nó kiện tỳ để sinh huyết là quân, đóng vai trò. Cái bài tứ quân này nó đóng vai trò là quân. Còn đương quy huỳnh kỳ thì nó bổ khí như sinh huyết, giống như cái bài mà đương quy bổ huyết vừa rồi các bạn. Nó có cả đương quy cả huỳnh kỳ. Thì này nó bố khí để sinh huyết thì là thần. Còn lăng nhãn táo nhân viện trí phục thần văn là dưỡng tâm an thần, cũng là thần. Mộc hương thì thằng này nó hành khí, nó lý khí, nó ôn tỳ. Thằng mộc hương nó cho nên chúng ta dùng không nhiều mà. Chứ không dùng 8-12 gram như các vị thuốc khác đâu. Thằng này thang này họ đưa ra như vậy, nhưng thực tế tôi dùng thì khoảng 4 gram cũng chỉ hơn chi đó chứ. Sinh khương đại táo thì có chắc là sứ hả? Điều hòa dinh vệ nó là sứ. Và thuốc này rất là hoàn chỉnh, chúng ta chú ý. Cái thang cơ bản của nó có 12 vị như tôi vừa mô tả, nhưng mà chúng ta có thể gia giảm vân để mà điều trị được khá nhiều bệnh. Nó cũng giống như thang bổ trung ích khí, thì thang nguy tỳ cũng hay được sử dụng. Trong thực hành nghề nghiệp thì thang này cũng rất hay sử dụng, các bạn chú ý. Cho nên cái thang này kinh điển phải nhớ. Nghĩa không kỳ thi nào mấy thang thang là bổ trung ích khí, thang quy tỳ, rồi thang ví dụ như là độc quật ký sinh rồi mà thiếu trong các bài thi đó mà không cơ bản quá rồi, cho nó chọn nó 30 bài thì bao giờ không có những cái thang kinh điển này nữa. Thì chúng ta chú ý để mà rồi khi dùng chúng ta cũng nên nhớ những bài này để dùng. Ứng dụng lâm sàng là chúng ta trị các cái hội chứng tâm tỳ lưỡng hư, tâm tỳ nó điều hư cho nên dẫn đến khí huyết rồi hư, người nó bạc nhược. Đêm mà mất ngủ nhìn người nó hơi bạc nhược, không muốn hoạt động, mà không hút mọi lòng là khí hư, dẫn đến huyết hư cho nên là cũng người nó nhợt nhạt. Nếu như mất ngủ mà ăn đồ được thì chúng ta gia thêm cái hà thô đỏ bá hạt để làm mát tỳ, mát vị, tại đó là dạng vị nhiệt, ăn thì ngon miệng lắm, ăn tiêu đồ nhanh lắm. Đến bữa mà chưa được ăn cảm thấy nó đói bụng xót xa, cái dạng đó chúng ta là vị nhiệt thì chúng ta gia thêm bá hạt hà thủ ô đỏ. Còn nếu như ăn cũng không được, ngủ cũng không xong, ngủ không được mà đến bữa ăn không muốn ăn, chán ăn, cực đá phải ăn chẳng hạn như thành bữa chứ còn không muốn ăn, ăn thấy ngon miệng không hào hứng gì, đó là vị nó hàn quá. Chúng ta phải gia thêm sa nhân hoặc phát chi xét để nó ôn vị lại đó, chữa các cái chứng hội chứng mất ngủ. Y học hiện đại nó cho là do suy nhược cơ thể sau khi sinh hay là sau khi mắc các cái bệnh mãn tính kéo dài cho cơ thể suy nhược chung chung. Nhưng trường hợp này mà có mất ngủ thì chúng ta dùng thang quy trị rất hay. Người ta luận ở chỗ là do khí rồi nó hư quá dẫn đến huyết hư đó. Cho nên bài này chúng ta có thể đưa sang nó là bài bổ khí cũng được, mà coi như nó là bài bổ huyết cũng không sao đó, các bạn chú ý. Rồi chúng ta thang thang bát trân. Hôm nào tôi nói rồi, thang bát trân này nó không phải bổ huyết, nó bổ cả khí huyết vì nó được cấu tạo từ 4 vị thuốc bổ khí là tứ quân, đúng không? Tâm linh trục tạo cộng với 4 vị thuốc bổ huyết là tứ vật cung quy thực tượng, cộng lại thành 8 vị. 8 vị đó gọi là bát trân. Trân là trân quý các bạn, nghĩa là 8 vị thuốc quý, thế vậy gọi là bát trân. Cái thang này cũng dùng phổ biến, gồm có cung quy thục trược, đúng không? Rồi xâm linh trục thảo, 8 vị. Thì nói chung là bổ cả khí huyết, chẳng phải bổ gì riêng về thần huyết đâu, đúng không?
Nhưng khi mà chúng ta nhập vô cái 8 vị đây thì cái phần mà nó bố viết đó, lạnh lẽo nó vẫn lắng lướt. Trên toàn bộ cái thang này chúng ta dùng thì nó nghiêng về hơi mát nữa. Cho nếu như người nào mà ăn uống đồ được, tiêu hóa đồ tốt, tùy vị rồi nó không bị hư hàn thì uống cái thuốc thang này là được rồi, không cần gì hết, là tốt rồi. Thế những người mà tùy vị hơi hư hàn, bụng hơi yếu, chúng ta gọi là bụng yếu, thì uống cái thang này do sẽ lạnh bụng, sẽ hơi muốn đi cầu, muốn đầy bụng, không vậy. Tự toàn thang, toàn bộ cái thang này nó hơi nghiêng về, cái thang quy tì hồi nãy các bạn, toàn thang nó lại hơi nghiêng về hơi ôn. Trên khi dùng cái thang thuốc chúng ta mới biết, cái thang bổ trung thì khi chúng ta dùng cái thang bổ trung nó hơi nghiêng về hàn, hơi nghiêng về lương, mát. Cho thang bổ trung cũng vậy. Nếu như chúng ta uống cái thang bổ trung không, là nhiều khi có nhiều người bụng yếu cũng lạnh bụng, cũng sột sạch muốn đi cầu. Cái thang bát trăm này cũng vậy, toàn thang nó lại hơi nghiêng về mát chứ không có nghiêng về ôn. Nhưng toàn thang quy tỳ thì nghiêng về ôn ấm. Chúng ta không gia giảm gì cái thang quy tỳ, bản thân nó ấm. Còn cái thang bát trăm nếu không gia giảm gì toàn thang nó hơi nghiêng về mát. Cho nên trên thực tế lâm sàng người ta hay dùng cái thang thập toàn đại bổ hơn. Tức là thang bát trăm này mà chúng ta thêm quỳnh kỳ và nhục quế vô thì chúng ta được 10 vị đó gọi thập toàn đại bổ. Thì lúc này nó nghiêng về ấm, anh nào bụng yếu chút uống vô cũng không sao, đại khái vậy. Trên thực tế lâm sàng là hay dùng cái thang thập toàn hơn thang bát trăm. Để bổ cả khí huyết thì thường người ta dùng cái thang thập toàn, tại vì khi uống vô nó có quế kỳ nó làm cho ấm cái thang thuốc, uống dễ hơn, tức là uống nó dễ nạp hơn. Thang bát trăm chúng ta cũng sắc sắc thuốc bổ chúng ta biết rồi. Nếu như muốn cho ấm mà chúng ta không cần gia giảm gì, chúng ta nên thêm ba lát gừng nướng nó ấm hơn, hoặc là vài quả táo không mà uống trước bữa ăn. Thằng này bổ ích khí mà bổ huyết luôn, tại vì nó gồm có thang tứ quân và tứ vật nó hợp lại, còn đưa sinh cương đại táo vào để điều hòa dinh vệ, để làm cho nó ấm thang thuốc lên. Nếu người nào bụng yếu quá thì chúng ta quay sang dùng thập toàn đại bổ, tức là thêm quế kỳ vô. Ứng dụng trong lâm sàng thì chúng ta điều trị cái trường hợp khí huyết đều hư, lưỡng hư. Còn y học hiện đại cho rằng đó là do suy nhược cơ thể sau các cái trường hợp, các cái bệnh mãn tính kéo dài hay sau phẫu thuật cũng vậy. Chúng ta uống để bổ cả khí huyết. Gia giảm đó, như tôi nói hồi nãy, cái tập toàn đại bổ là cái thang bát trăm, cạn quỳnh kỳ và nhục quế. Bổ khí, bổ huyết rồi bổ cả dương, bổ dương. Thế là bổ mệnh môn. Người khí huyết đều hư mà có kèm theo đau lưng, thận, thận đồ lạnh, xương cốt đau nhức nhiều, chúng ta dùng thang này có nhục quế để nó bổ mệnh môn hòa. Thì ta gọi đó là thang thập toàn đại bổ, vì nó có 10 vị, thập là 10 vị. Toàn là bổ tam, toàn diện. Tại là bổ nhiều, bổ toàn diện mà bổ mạnh mẽ, cho nên gọi là thập toàn đại bổ. Đó là các cái bài thuốc có chất bổ âm. Bổ biết, bây giờ chúng ta sang các bài thuốc bổ âm. Bài thuốc bổ âm là những cái bài thuốc gồm các cái vị thuốc ngọt, mát hay lạnh, đúng không? Bổ âm là nó phải mát hay lạnh để dưỡng âm, nuôi dưỡng cái phần âm, nâng đỡ phần âm lên, chữa cái chứng âm hư, có cái triệu chứng chung như là hay sốt về chiều, đó là âm hư triều nhiệt. Âm hư thì sinh đạo hãn, đem một hơi trộm rồi. Người gầy mà khi âm hư thì da nóng, chúng ta sờ vào như da gà, người cứ lúc nào cũng phừng phừng nóng nảy, má thì hồng, má đã lửng lửng, bàn tay bàn chân sờ thấy nóng hông hấp ấy. Đó là biểu hiện của âm cực hư, hư quá. Sờ vào bàn tay bàn chân thấy nóng quá đó, đó là âm hư quá. Thì âm hư nó, âm nó làm mát cơ thể mà, thì khi nó hư nó không có đủ làm mát thì người nó nóng như sao, đúng không? Âm hư sinh mọi nhiệt thôi, dương hư sinh mọi hàn, thì dương làm ấm cơ thể. Trên khi dương nó hư quá là cơ thể không có gì làm ấm, không đủ năng lượng, là người lúc nào cũng lạnh lẽo, sờ tay chân lạnh nhất. Ngược lại âm hư sờ tay chân nó nóng được chứ sao này, đúng không? Ra mồ hôi trộm cũng ra mồ hôi, nhưng mà ra mồ hôi trộm là đạo hàn đặc biệt rồi.
dương hư mới tự hãm. Khi hoạt động ra mồ hôi nhiều là dương hư, còn khi nghỉ ngơi mà ra mồ hôi nhiều là âm hư, tức là đạo hạn đó. Mà đương nhiên âm hư là cổ họng đồ khô, môi miệng thì đó rực, lưỡi đồ đỏ, các nước uống nước nhiều lắm, riêu lưỡi rất ít hoặc là khô, riêu lưỡi rồi cũng khô, nhìn lưỡi nứt nẻ, mạch tế sát, mạch đi có lực lắm, mạch đi nhanh. Đó là trường hợp âm hư. Nói chung tùy theo thể lâm sàng, chúng ta thấy xuất hiện các hiện tượng của thằng âm hư, đi tiểu rồi ít, đi tiểu rồi lắc nhắc, đi tiểu rít giống vân, càng âm hư, rồi nó nắm nảy rồi nó sinh nhọt, bụng ngứa ngáy rồi vân vân, càng huyết nó kém. Phế âm hư là người háo khát là nhiều. Trên trong cái bệnh tiêu khát, tức là bệnh đái đường, tiểu đường các bạn, là nó âm hư nhưng nó hư ba bộ vị khác, chứ không phải là thường thường á. Trong bệnh tiểu đường là bệnh xuất phát từ trên đi xuống dưới, nó truyền ra qua ba tạng, đầu tiên nhất là phế, phế âm nó hư. Phế âm hư là biểu hiện chỗ là cứ khát nước uống nước nhiều, cổ họng khô khát nước uống nước nhiều, đó là biểu hiện ban đầu của tiểu đường các bạn. Rồi nó truyền xuống đến tỳ âm hư. Tỳ âm hư là giai đoạn bắt đầu là phát lên hả cô, tiểu đường đó. Đầu tiên xuất hiện tiểu đường thì chúng ta thấy là uống nước đồ nhiều. Người uống nước đồ nhiều lắm, tới lúc nào cũng thấy khát, thấy họng khô. Lúc này đường huyết nó cao, chưa tiểu đường, chưa có hiện tượng tiểu đường. Tức trong nước tiểu chưa có gluco. Nhưng nếu như định lượng xét nghiệm máu chúng ta thấy đường huyết cao, bắt đầu cao. Đến tỳ âm hư là đường huyết, tức là đến cái ngưỡng mà chuẩn bị ra tiểu ra đường, trong nước tiểu có đường. Tỳ âm hư biểu hiện ở chỗ là cứ ăn nhiều mà đói nhiều, lúc nào thích ăn, ăn lát chưa đói, ăn nhiều đói nhiều, là người bắt đầu gầy, ăn nhiều đói nhiều, gầy nhiều, đó là biểu hiện tỳ âm hư. Thì lúc này nếu chúng ta xét nghiệm đường huyết là đường huyết lên 9 chấm mấy, chuẩn bị vượt cái ngưỡng của thận. Từ 9 đến 10 là bắt đầu xuất hiện gluco trong nước tiểu. Thì đường huyết nó cao đến cửa đó. Thì lúc này là đường huyết nó cao, cao lắm. Cao đến ngưỡng thận rồi. Tiếp tục đến thận âm hư. Lúc này chúng ta thấy là cứ uống nhiều, tiểu nhiều lắm. Tiểu liên tục. Lúc này xuất hiện chứng tiểu nhiều. Và trong nước tiểu có đường, có gluco. Đó là giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn nặng nề. Nói chung là tiểu đường nó qua ba cái vị trí đó đều là âm hư hết. Trên là phế âm hư, giữa là tỳ âm hư, dưới là thận âm hư. Thì những trường hợp đó chúng ta không cần bổ âm. Trên tiểu đường bổ âm các bài thuốc này chúng ta nghiên cứu để mà sử dụng vào chữa các bệnh tiểu đường. Thì tùy theo cái thể lâm sàng chúng ta có thể dùng các thuốc khác nhau. Nếu như thằng âm hư á, cái vị tiểu là hoài, tiểu thì đó ít, thì dùng những vị thuốc cánh nhất bổ âm mà quy kinh thận, ví dụ như thục địa câu ký được đó. Còn nếu phế âm hư chúng ta dùng các vị thuốc bổ âm mà quy kinh phế, như bách hợp, mạch môn, thiên môn, đúng không? Tùy âm hư thì chúng ta dùng bá hạp, hạ thủ ô, hoàng tinh, ngọc trúc, là những vị thuốc cánh nhất bổ tùy âm. Như vậy thuốc bổ âm tức là thuốc bổ phần âm cơ thể, phần làm mát cơ thể các bạn. Các bài thuốc bổ âm thường được dùng trong một số bệnh lý mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, cường giáp, lao phổi, rồi các cái rối loạn thời kỳ tiền mãn kinh, rồi do can âm nó hư các bạn. Các cái biểu hiện mà tiền, các triệu chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ là tương đương với can âm hư, các bạn cố gắng nhớ hộ hả. Cho nên những cái bệnh nó bao giờ phải dùng thảo bạch tược để bình can, đồng thời gia thêm các vị thuốc có chất bổ can âm như là bạch tược,
như là Cao Kỷ, như là Bắc Sơn Thù, tức là Táo Nhục. Bố âm, bố can âm có nghĩa là bố thần âm. Bố thần âm là bố can âm, bố thần là bố can. Nhưng bố, nếu như bố can không thì không có nghĩa là bố thần, các bạn nhớ hộ. Tại vì thận thủy nó mới sinh can mộc, cái can mộc nó không sinh lại thận thủy, can mộc nó sinh tâm hỏa chứ không phải sinh thận thủy, các bạn nhớ hộ. Cho nên thuốc bổ thận chúng ta lấy đó làm thuốc bổ âm, ví dụ Cao Kỷ được là bổ thận âm là chính, nhưng mà nó cũng bổ can âm, là vì can mộc hỏa thủy, thận thủy nó sinh can mộc. Thì trong lâm sàng nếu mà chúng ta tìm các vị thuốc để bổ can âm nha, thì chúng ta cứ dùng các vị thuốc bổ thận âm là bổ can âm đó. Các bạn nhớ hộ hả? Nhưng đặc biệt của cái thuốc bổ âm thường là có tính nê trệ, tính hàn nê, hàn lương, cho nên làm tổn hại tỳ vị, làm tổn hại dương khí, tính lạnh lẽo mà nê trệ. Ở phần đông dược chúng ta biết rồi, thể chất thì nhầy nhớt đúng không, tính thì hàn lương, cho nên uống vô nê trệ ảnh hưởng tỳ vị dữ, cho nên thường cũng dùng kéo dài. Hoặc mà chúng ta muốn dùng chúng ta phải thêm các vị thuốc có chất kiện tỳ trợ kỳ để tỳ nó hấp thu chấp nhận được. Thì nếu như uống cái thuốc này thuần túy, nhiều người dù âm hư lại uống vô dễ dễ chảy rồi đau bụng rồi, vì tính nó hàn đây khó tiêu, cho người tiêu hóa đồ kém mà dứt khó phải thêm thuốc kiện tỳ, chứ nếu không là nó bại tỳ. Mà Dũng không dùng kéo dài, dùng một thời gian ngắn. Cái bài điển hình đó là bài lục vị. Lục vị là sáu vị, ta nói tắt là lục vị. Ở đây thường thường trong sách vở người ta hay là lục vị địa hoàng hoàng, tức là cái làn hoàng, nhưng mà lục vị địa hoàng đó là cái vị thuộc địa các bạn. Thuộc địa sinh địa, các bạn nhớ là nó là rễ cũ của cây địa hoàng mà, cho nên người ta thêm cái địa hoàng, ý nó là thuộc địa đó. Lục vị địa hoàng thì có thuộc địa hồi sinh đơn bị tám nhục phục linh trạch tả, sinh thù người ta còn gọi là tám nhục các bạn, phục linh rồi trạch tả. Thằng này cũng sắc uống hả? Còn nếu làm viên hoàng thì cũng dễ sử dụng hơn, nhưng mà trường hợp mà cần nhanh thì chúng ta nên sắc uống. Còn nếu trường hợp mà bệnh mãn tính được rồi, qua giai đoạn cấp tính thì chúng ta có thể dùng hoàng, dùng nang gì đó hả? Để cho uống cho thuận lợi. Thằng này tư âm bổ thận. Bổ thận âm có nghĩa là bổ âm, các bạn nhớ hộ. Nhưng bổ thận dương không có nghĩa là bổ dương, các bạn nhớ hộ hai khái niệm đó hả? Hôm nào tôi đã phân tích nói rất kỹ rồi. Bổ dương chúng ta nói đến bổ tâm dương có nghĩa là chữa các trường hợp suy tim rồi bên Tây y các bạn. Còn thận dương nó chỉ làm nhiệm vụ sinh dục phát dục cơ thể thôi. Cho nên những cái trường hợp như là đau lưng, lạnh gối, đau nhức trong xương cốt đồ nhiều, di tinh mộng tinh liệt dương nữa thì chúng ta bổ thận dương là chính. Còn trường hợp mà môi miệng tím tái tay tay chân lạnh lẽo rồi không quyến sức được, quyến sức chút là mệt không chịu được, tim đập nhanh hồi hộp đánh trong ngực thì đó là tim nó suy tim, có nghĩa là dương hư đó. Thì chúng ta lại phải bổ dương, có nghĩa là bổ tâm dương, tâm ngọ không, chứ không phải bổ thận dương. Nhưng bổ âm, bổ thận âm là chân âm, vì thận âm là chân âm đó. Cho nên bổ âm có nghĩa là bổ thận âm, và bổ thận âm có nghĩa là bổ âm. Thì bài này là bài kinh điển nhất cả. Để bổ âm thì chúng ta cứ lấy bài này rồi cấu tạo nên. Ví dụ bây giờ chúng ta lấy cái bài lục vị này đúng không, bổ thần âm, chúng ta gia thêm ngũ vị mạch bổ thành ra thang bát tiên. Tám vị này nó lại quay về bổ phế âm, tại vì ngũ vị nô nó hướng về về phế đó. Chúng ta dùng cái bài này chúng ta thêm những vị nào đó để nó hướng về chúng ta muốn bổ vào cái gì. Ví dụ như vậy, nếu bổ tùy âm thì chúng ta dùng cái thang lục vị này, chúng ta thêm hoàng tinh ngọc trúc đá hạp rồi vô thì nó hay quay về bố thì âm là chính. Cái gì đó, cho nên cấu tạo bài thuốc là như vậy các bạn. Chúng ta có quyền gia giảm mà, và nhờ nó hay là nhờ gia giảm
Vậy thì cứ nếu muốn bổ âm, bổ cái gì âm, chúng ta dùng cái thang lục vị này, chúng ta gia thêm một số vị thuốc nó hướng về cái tạng phủ đó. Cấu tạo bài thuốc như vậy. Ở trong bài thuốc này thuộc địa nó tư âm bổ thận, hả? Dưỡng ích tinh tủy không vâng, nó là quân. Còn sơn thù tương bắc đốc nhục á, nó dưỡng can, nó sáp tinh. Đó, thằng này có cái cố sáp, nó bổ can thận âm rồi luôn. Sơn thù này nhiều cái tài liệu người ta vẫn viết là táo dục, thì chúng ta chú ý hả. Sơn thù có là có lúc người gọi là bắc sơn thù à, hay là sơn thù hay là táo dục cũng là một loại duy nhất hả các bạn. Thằng này nó liên sáp hay lắm. Anh này là những cái người mà cái di tinh được phải có nó, không có nó là không được, nó cố sáp lại. Cho nên ví dụ này bây giờ tôi nói các bạn, chúng ta muốn những anh nào mà sinh lý rồi yếu liệt dương rồi hả, hờ hững với tình dục rồi hả, không hưng phấn với tình dục rồi, chúng ta gọi những anh là dương sự đủ yếu hả, thì chúng ta có được cái nhục thông dung ba kích, nó kích cái dương lên đúng không. Ngược lại bây giờ chúng ta đi tu hành, ví dụ chúng ta vào chùa rồi chúng ta giảm bớt cái sắc dục đi, tính những cái anh là cũng đam sắc dục đồ mạnh, thận đồ mạnh, thì chúng ta phải uống những cái thứ này nó kìm hãm lại đúng không. Thì khiếm thực sân thù rồi là số 1. Cho nên khiếm thực này, kim anh sân thù rồi, chúng ta uống càng nhiều là nó dịu dục đi, gọi dịu dục. Những người tu hành rồi họ hay uống những đó để giảm ham muốn sắc dục ở ngoài trần thế không vâng. Cho nên đi tu các bạn sao, tại sao người ta kiêm cái thứ gia vị như ớt, như hành, như tỏi rồi dữ lắm, tự nhiên thấy nó kích thích dục sinh dục à, nguy hiểm đúng không. Cho nên trong cái thuốc ngoài để chúng ta dùng trong trường hợp nào, bây giờ nếu anh nào mà thờ ơ thành dục quá, chúng ta phải kích nó lên là dùng ba kích nhập cung dung rồi không, dâm dung hoắc rồi gì đó, các bạn cũng nghe đúng không, có chất là nó hưng phấn tình dục, nó bổ thận dương. Ngược lại những anh như sơn thù này, như khiếm thực này, như kim anh là nó là thu liếm lại đúng không, thu liếm để giữ lại, cho nên nó không ít đam mê nữa, giảm bớt cái nó dịu dục đi đúng không. Sơn thù nó hay, hoài sơn thì nó ăn chất bổ tỳ, cố tinh cũng là thần đúng không, tạch tả thì nó thanh, nó tả thận hỏa, thằng này nó tả thận hỏa, và đồng thời nó giảm bớt cái tính nê trệ của thuộc địa đấy. Thì thằng này nó làm cho lợi, kiểu uống vô thì thằng thuộc địa nó nê trệ, thì thằng này nó gắn chất nó đưa ra, nó khử thấp ra, nó làm giảm cái nê trệ. Đơn bì cũng vậy, nó thanh can hỏa, nó còn thanh hỏa, nó cũng tả hỏa ở can, can thận, và đồng thời giảm bớt cái tính ôn của sơn thù. Thuộc linh nó kiện tỳ, khử thấp, trừ thấp, để giúp cho hồi sơn nó kiện tỳ, thì là đóng vai trò là tán. Cái sáu vị này là rất kinh điển. Các bạn đọc những tác phẩm của Hoài Ái Thượng Lăng Ông, chủ yếu ông dùng cái lục vị bát vị không ạ. Vì bệnh gì ông cũng đưa về cái thủy hỏa để ông luận hết. Cho nên là ông dùng chủ lực là hai bài này gia giảng là chính. Ứng dụng âm sàng chúng ta thấy là theo y học cổ truyền á, thì dùng trong trường hợp thận âm hư, ví dụ đau lưng rồi, các cái trường hợp mà đau lưng mỏi gối nhưng nó phải khô khớp gối rồi các bạn, khớp nó cứ lục cục đó à, ví dụ chúng ta nói bé có thể kêu cách khớp xương này cứ duỗi chân ra nó kêu cứ rộp rộp đó. Ta cảm thấy rột rạc đó, đó trường hợp khô hoặc dịch khớp. Còn trường hợp mà khớp mà nó sưng nguồn lên hả, nó nặng nề, ta cái đấm soi đó thấy dễ chịu lắm, đó là thấp, nó ấm tràn dịch khớp. Trường hợp Tây nó hay gọi tràn dịch khớp gối này, tràn dịch khớp gì đó không vâng. Thì tâm y đó là thấp, đúng không? Còn trường hợp táo, do nó khô khan, tăng dịch đổ khô, cái hoặc dịch khớp nó khô khan, cho chúng ta di chuyển đâu đi lại cũng đau nhất. À, thì đau nhức nhức mỏi trong trường hợp đó, cái nóng trong xương hầm hập. Thì nếu như mà trường hợp mà hiểu hãn mà cốt chân mà vô hãn, tức là nó nóng hầm hập trong xương mà không có mồ hôi, chúng ta dùng cái đan bì. Còn trường hợp trong xương nó nóng nảy bức sức, nóng hầm hập trong xương mà mồ hôi nó ra, chúng ta dùng đĩa cốt bì. Thần âm hư cũng sẽ sinh ra đầu nó choáng váng, hoa mắt,
tai nó ù, đặc biệt là tai ù có liên quan. Nếu chóng mặt, ho mắt mà nôn mửa là rối loạn tiền đình rồi hả, da can, da đờm. Trường hợp nó ho mắt chóng mặt mà nó ù tai dữ, đầu tiên nhất ù tai thì chúng ta phải nghĩ đến thần âm được không? Các bạn nhớ hộ, thì tai thần nó khai khiếu ra tai mình. Những người tiểu đêm di tinh vân vân, ở thể nhiệt đương nhiên là mạch đi sát bị nhanh. Còn tây y nó gọi đây là những cái bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, cường giáp, đái tháo đường, di chứng mạch máu não vân vân. Để em ra mồ hôi trộm là nhiều, hay còn đái dầm chậm lớn để thần âm hư, thì chúng ta dùng cái bài này rất hay. Thì chúng ta gia giảm thêm, nếu như đái dầm thì chúng ta thêm các cái vị thuốc đó, nó bổ thận hả, nó cố thận để sát nhiều bớt, chữa bớt lại vân vân. Chân tùy chúng ta gia giảm, chứ bây giờ gia tăng phiêu tiêu rồi vô để mà trị các em bé đái dầm rồi đó vân vân. Cái phương này người ta gia giảm ta tạo nên nhiều bài thuốc khác nhau, chúng ta cũng biết qua một số bài, ví dụ kỹ cúc địa hoàng hoàng, có nghĩa là thang lục vị chúng ta cộng câu kỹ với cúc hoa, nên có tên là kỹ cúc địa hoàng hoàng. Thằng này nó chủ yếu là về lại về can, can âm, bổ thận nhưng bổ can là chính, tại vì câu kỹ với cúc hoa nó dùng trường hợp như là thanh can giáng hỏa hả, những người mà mắt đồ đỏ mờ mắt vân vân. Dùng trường hợp như là âm hư, can nó hỏa vượng lên, gây nắng mặt phừng phừng, người thì cáu gắt bản tính, kho mắt mờ mắt, đau đầu chóng mặt, đúng không? Thì chúng ta dùng cái thang kỹ cúc địa hoàng hoàng, đưa thêm cái cầu kỹ di cúc hoa để nó thanh can, nó làm mát can, nó bổ can ấm, cho được cái thang kỹ cúc địa hoàng hoàng. Rồi tri bá địa hoàng hoàng là lục vị cộng với tri mẫu và hoàng bá. Trường hợp nào mà ở bên trong nó nóng dữ, nó nội nhiệt lắm, chúng ta dùng cái thang này. Thằng này tư âm giáng hỏa mạnh hơn, tại tri mẫu với hoàng bá là hai thằng nó giáng hỏa rất mạnh, thanh nhiệt tả hỏa mà, nằm trong nhóm thanh nhiệt tả hỏa. Trên khi mà cơ thể mình nóng quá, người nó bức rứt bắn thẳng quá, người khô khan quá, thì chúng ta phải dùng cái thang này để nó giáng hỏa cho mạnh. Tức là chúng ta dùng thang lục vị cộng thêm tri mẫu và hoàng bá, hoặc là lục vị quy thược gồm có lục vị cộng với đương quy bạch thược. Thằng này chủ yếu nó tư bổ can, can thận mà nó bổ huyết. Có thằng bạch thược với đương quy đều bổ huyết, mà thằng bạch thược nó còn liếm âm, nó giữ phần âm lại. Những người mà ngủ mà đổ mồ hôi trộn đồ nhiều, rồi di tinh mà ra nó nóng rực, chiếu đồ nóng nảy, người nó bức rứt trong người đồ nhiều, thì dùng cái bài này, bài lục vị quy thược. Rồi mạch vị địa hoàng, tức là cái thang mà tôi gọi là bát tiên. Hồi nãy tôi nói là bát tiên các bạn, gồm cái sáu vị là lục vị rồi, cộng thêm mạch môn ngũ vị, hai vị nữa thành tám vị, có tên là bát tiên. Thằng này chuyên về bổ về có chất phế âm, phế thận âm nó hư vân vân, chúng ta dùng cái thang này rất hay, thang bát tiên cũng nổi tiếng. Như vậy thì nếu như chữa chứng phế âm hư, thận âm hư quá thì biểu hiện ở chỗ là uống nước liên tục, đi tiểu liên tục mà. Lúc nào thấy khô miệng kháng nước đó, uống vô một lát đi tiểu liền. Thì chúng ta dùng cái bài này. Đây gọi thang bát tiên, ở đây người ta gọi mạch vị địa hoàng. Mạch vị là vị da, ngũ vị mạch môn đó mà. Chúng sang bài nữa là tả quy hoàng. Chúng cũng gồm có mấy vị trong lục vị đó, thuộc địa hồi sơn rồi đúng không? Đừng táo nhục, không có đơn bị trạch tả, tức là không có tả quá. Thằng này nó không có nóng nhiều. Thôi do thả thỏ thì tử, những cái này có chất như là di tinh rồi vậy thôi. Cái người nó không nóng nhiệt lắm, rồi chưa đến nỗi nội nhiệt. Có câu kỹ lọc giác dao hả, lọc giác dao nghĩa là
là cao 35 các bạn. Có nghĩa là chúng ta dùng sừng hươu nai nè. Các loại sừng hươu, sừng nai chúng ta nấu thành cao đi, chúng ta được cái lọc giác chan. Hay là cao 35 cũng là nó đó các bạn. Rồi nguyên tắc cao quy bản nè. Thằng này nó bổ âm mà theo khía cạnh là bổ thuận âm. Người mà nó yếu về sinh lý rồi có anh chắc như khía cạnh sinh lý rồi chúng ta dùng cái bài này. Tả quy phòng. Công dụng là nó tư bổ can thận, ít tinh huyết. Thằng này ít tinh, sinh tinh rồi. Ở đây cái thuộc địa hồi sơn với táo nhục, tư âm bổ thận, liễm can âm. Ba thằng này là quân á, Thỏ Thị Tử câu kỹ thì nó bổ ít can thận, trong đó Thỏ Thị Tử nó ít tinh, bổ thận ít tinh. Câu kỹ này bổ can âm là chính thì là thận. Còn quy bán là lọc giác dao này, thằng này bổ tinh huyết. Thằng này người nào huyết đồ hư, âm đồ hư nhiều hay này hay lắm. Cái quy bán như lọc giác dao mà trường hợp mà khi phụ nữ đến chuẩn bị đến ngày sinh ấy, mà nước ối nó ít khó sinh các bạn, uống thằng này vô vài ngày là nước ối nó nhiều vậy. Rất tiếc là cái này cũng là khó kiếm, cho nên nếu bạn nào mà vợ sinh hay khô nước ối rồi cuối cùng khó sinh phải mổ đồ vân vân, trường hợp đó chúng ta biết ha, ta kiếm một ít cái quy bản lọc các dao, thậm chí chúng ta nấu gì đó để dành. Gần đến ngày sinh rồi, cách ngày sinh 5-7 ngày chúng ta uống thì nước ối nó nhiều, sinh rồi nó dễ. Nước ối là gì? Nước ối là nó đẩy ra y như sống. Mỗi lần rặn là nước ối nó đẩy thai nhi ra cho nó dễ sinh lắm. Phụ nữ mà khi mà sinh là nước ối được nhiều là sinh ra nó trơn tru lắm, dễ dàng lắm. Trường hợp đó chúng ta nên uống cái này vô, nhất là những người huyết đồ hư quá, khô can thì nước ối thường là ít khó sinh lắm. Đến trình sinh là nước ối nó không có. Thì vợ ói xuống rồi coi như đến khi mà sinh là nó không có nước ói, từ họ điều khó sinh thì chúng ta dừng cái hai anh này rất là hay. Nó bổ tinh huyết hả, nó là đóng vai trò té nhiều tóc thì nó kiện tâm cốt, nó dẫn thuốc đi xuống phía dưới là chính hả? Nên nó là sứ. Ứng dụng lâm sàng trong trường hợp can thận tinh huyết là điều hư, kiểu đau lưng, gói mỏi, chóng mặt, ù tai, di tinh, v.v. Thì y học hiện đại nó cho là những bệnh mãn tính kéo dài như thoái hóa khớp, v.v. Nhưng đây là can thận âm hư các bạn, thì chúng ta dùng cái bài này hay nó tả quy hoàn. Cái điều bài này nó có mấy cái vị hơi khó kiếm là quy bản gì độc giác giao được. Rồi bài bách hợp cố kim, bài này nó thiên về phế âm đúng không? Có bách hợp sinh địa thì nó lương huyết, nó sinh tăng. Có cả sục địa, tục địa sinh địa, tục địa nó bổ về thận âm là chính, bổ về thận bạch môn, bạch tượng, dùng quy bối mẫu, cam thảo, hiền sâm, cắt cánh. Trên này có hai cái vị thuốc mà thanh nhiệt lương huyết, đó là sinh địa, hiền sâm. Dùng trường hợp mà phế âm nó hư quá, ho kéo dài rồi các cái trường hợp mà phế âm hư chúng ta dùng cái bài này. Công dụng là thanh nhiệt dưỡng âm, nó dùng phế làm cho phổi được có chất nước. Những người khô khan rồi khó thở rồi khò khè rồi lắm đó, những người đó chúng ta dùng bài này rất là hay. Bách hợp cố kim ở đây, bách hợp nó dùng phế, chỉ khái nó là quân, bách hợp ở đây là chính đây, bá hạp. Ta các cái từ ta hay nói ngoài đời là bá hạp, bá hạp. Thậm chí như một số tài liệu cổ người ta cũng viết là bá hạp, nhưng nó là bách hợp, chúng ta cũng đã học ở Đông Dược rồi đúng không? Là một cái loài hoa mà cây mà hoa nó như là đẹp như hoa ly đó, mà nó có cái thân hình nó có nhiều vảy đó các bạn, ta phơi khô nó cong lại như là hình thuyền, thì đó là bách hợp. Thì dân gian mấy ông lương y hay gọi chung là họ gọi nôm na là bá hạp, bá hạp. Bách hợp thì là nghĩa là bách là 100, thân hành nó nhiều khi có 100 vẫy nó vậy, nhiều vẫy nó gọi 100. Cũng như bách bộ nhiều cú đó, ta hay dùng chữ bách. Thì chữ bách chữ ba cũng là chữ bách, cũng nghĩa là 100 đó. Chữ ba tánh nghĩa là 100 loại người, ta gọi ba tánh đúng không? Chữ ba là vậy đó, thì bách chữ ba nó cũng vậy.
thằng này chuyên môn nhuận phế hả, nó làm cho phổi mát mẻ này, hay lắm. Con đùm đặt khôi thanh rồi thì bắt hợp này là số 1. Rồi sinh địa thuộc địa đương quy bạch tược, nó tư âm dưỡng huyết cùng với huyền sâm mạch môn, tư âm đã nhuận phế. Hai thằng này nó làm cho phổi đều có chất nước, có tâm dịch, không bị khô khan là thần. Còn bói mẫu có cánh chủ yếu là nó thanh và khó đạt. Trên bài này nếu mà những người mà ho rồi khạc ra đồn đặc queo xanh lè vàng khè hôi hám rồi thì nó là số 1, nó hay lắm. Thì nó còn những cái vị rất là sinh ra chất nước nữa, làm tiêu rất đồn đặc rồi. Thì trong đó bói mẫu có cánh chủ yếu nó tiêu đồn nhật đàn. Còn cam thảo điều hòa các vị thuốc các cánh thì dẫn thuốc đi lên trên hang này như là sứ. Cho nên chúng ta nói là chủ yếu cái bài bắt học có kim này bổ phế âm là chính, nó gần giống như bài bắt kim, nhưng riêng về có đàn độ hả, phổi độ khô nhiều thì chúng ta dùng cái bài bắt có kim. Ứng dụng lâm sàng thì trường hợp phế âm nó hư gây ho khan hoặc là đàm lõng ít máu, đàm đặc hay là má đỏ, như trường hợp như là lao rồi chúng ta uống thuốc tây, chúng ta uống thêm những bài này các bạn hay lắm, cái quá trình điều trị nó dễ dàng hiệu quả. Ta uống thuốc tây không nhiều khi người nó càng khô càng thì chúng ta uống thêm những bài này để bổ phế. Cổ họng đồ khô, miệng khát nước đồ nhiều, thậm chí người mất ngủ nóng đến mức độ nó mê sáng vậy, mồ hôi trộn đồ ra nhiều thì chúng ta dùng này. Trên khi mà ứng dụng y học hiện đại là trường hợp lao phổi rồi, hoặc là viêm phế quản mãn tính, thể gan rồi không vân, giãn phế quản rồi, tức là thể phế âm thực, để từng dùng bạn bắt kịp cốt, bắt hợp cốt kịp. Rồi nhắc quan kiện, thằng này cũng chuyên về phế âm nữa, có bắt sa sâm, cái sa sâm á, rồi sinh địa mạch môn, đương quy câu kỹ, chuyên luyện tử, sẽ uống. Cái này tư âm sơ can, làm cho mát gan, mát phổi. Trong đó câu kỹ, nó tư bổ can thận là quân. Ở đây thì câu kỹ đóng vai trò quân. Cho nên nó quay về sơ can rồi tư âm, bổ thận âm, can âm. Sinh địa đương quy thì tư âm dưỡng huyết, rồi lương huyết là mát máu vân vân. Còn mắt sơ sâm mạch môn là dưỡng âm ở sinh tăng ở phế, ở thận. Chuyên liền tử điện sơ can tán dịch, nó đóng vai trò gần gần, nó cũng cái tính chất nó cũng gần gần như xài bồ hả, nó tán dịch ở can, nó tá sứ luôn. Thằng này dùng trường hợp can thận âm hư, cây can khí nó uất kết, ngực sườn nó đau tức hả? Ta hay gọi đây là kinh liên sườn, nhưng mà nguyên nhân là do âm hư, điện này đánh, tại vì can âm là nó uất, nó không sơ thông, cái kinh thiếu dương là bị bế tắc mình, cho nên có thì họ đánh miệng, can mặt đồ nó lúng cũng nó không, nó sơ tiếp được tốt là nó đánh miệng gì lắm, các cái bệnh liên quan can là bao giờ cũng đánh miệng hết. Viện đánh hàm là khô khát lưỡi đỏ không vâng, tức là thể nhiệt bạch đi phải đi sát đúng không, tức là cái thể lâm sàng của một trường những trường hợp viêm gan mãn tính rồi đó, thì chúng ta dùng cái bài nhất quán tiễn này. Các bài thuốc bổ dương này thì tôi đã nói rồi, tức là họ hay nhầm lẫn, đây là chúng ta nên tưởng tượng là họ nói về cái bổ thận dương, thuốc bổ dương. Nhưng thật ra họ nói là bổ thận dương là chính, không? Thì theo họ thì những tài liệu cũ chứ bổ dương theo tôi chỉ có bổ tàu tim thôi, tâm hỏa không có gì hết. Dương hư bao gồm có tỳ dương hư, tức là các thể hư dương hư chúng ta sẽ dùng thuốc bổ dương tùy theo cái tạng phủ mà chúng ta dùng các bài thuốc khác nhau. Tâm dương hư, còn bổ dương toàn thể chúng ta phải nói đến tâm dương, thì thận dương hư vân vân. Trong bài này chỉ đề cập đến các phương thuốc bổ thận dương là chính thôi, đó dùng để điều trị các trường hợp thận dương hư thôi, thì đau lưng, lạnh lưng, di tinh, mộng tinh không? Thì nói chung là những cái bài thuốc đây người ta chỉ nói riêng về thận dương là chính thôi,
Các bài thuốc thường gồm các vị thuốc có tính vị ngoạt, nóng, ấm như phụ tử, như quế nhục, đổ trọng, lập nhung, nhục trung dung, nhâm dương bắc vân. Thì chủ lực nó là bổ bổ thận dương. Chỉ có cái vị phụ tử là nó chuyên về bổ tâm 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 hỏa bị suy, đó. Tâm hỏa nó bị vong. Còn lại là đều là bổ thận dương hết. Với những phương thuốc thường sử dụng là thận khí hoàn, tức là bát vị các bạn. Các bạn nhớ hả? Người ta còn gọi là bát vị địa hoàn hoàn hay thận khí hoàn. Có nghĩa là thang bát vị á. Thang bát vị tức là thang lục vị mà chúng ta vừa học rồi đúng không? Cộng thêm nhục quế phụ tử vô thành cái thang bát vị hay là thận khí hoàn. Thường được dùng để điều trị các cái bệnh suy nhược cơ thể, các cái rối loạn cương dương, rồi trường hợp phụ thủng do lạnh thôi không vâng. Chúng ta dùng cái bài bát vị tức là thận khí hoàn để mà bổ thận dương. Thận khí hoàn như tôi nói rồi, tức là thêm nhục quế phụ tử thôi, còn lại là cái bài là lục vị thuộc địa hồi sơn đơn bị tám nhục phục linh tịch tạ. Thành sắc uống. Như vậy lục vị nó bổ âm, nhưng chúng ta thêm hai cái vị đại nhiệt vô là phụ tử nhục quế vô thì nó quay về nó bổ thận dương. Thành này ôn bổ thận dương. Trong đó phụ tử nó ôn bổ thận dương, nhục quế thì dẫn hỏa quy nguyên. Nó bổ thận dương tức là mệnh môn hóa. Hai thằng này là quân hết. Còn cái thang lục vị như chúng ta phân tích thì nó bổ âm để củng cố thận dương. Được không? Thang lục vị chúng ta đã biết rồi. Ứng dụng lâm sàng nó bổ thận dương. Trong trường hợp thận dương hư như là biểu hiện như là đau lưng, mỏi gối, thế nữa người dưới lạnh lẽo phải không, tiểu tiện nhiều hoặc là tiểu xoắn mà nước tiểu thì trong dài, chứng hoạt tinh di tinh, đó là trường hợp thận dương hư đó, thì chúng ta dùng cái thang này. Thế còn nếu mà tay chân lạnh nhất rồi không, môi miệng tím tái, người nó mệt thở không được vân vân này, đó là dương hư thật sự, thì chúng ta phải bổ dương. Tức là chúng ta dùng những cái thang thuốc bổ khí đưa phụ tử đồ vô. Các bạn nhớ hộ hả? Tức là suy tim. Theo y học hiện đại thì các cái bệnh như là bệnh thận hư mãn tính này, hay liệt dương, suy nhược cơ thể, thì chúng ta dùng cái thang bát vị này. Ta gia giảm để được một số cái thang thuốc khác như tế sinh thận khí hoàn, chúng ta dùng cái thang bát vị tức là thận khí hoàn đó cộng thêm nguyên tắc cái xa tiền. Cái thang này còn được gọi là bát vị kim quý, bạn nhớ hộ xa tiền nguyên tắc để lão tiểu, trường hợp phù thủng đồ nặng chúng ta dùng cái thang bát vị cộng thêm xa tiền nguyên tắc, thì tích vỡ nó gọi tế sinh thận khí hoàn. Còn trong cái kim quý yếu lược thì nó có tên là bát vị kim quý. Thì chứng thận hư eo lưng này nặng nề đau nhức chân ha, đặc biệt là hai chân thì phù thủng tiểu tiện không được, chúng ta dùng cái bài tế sinh thận khí đó, tức là bát vị kim quỷ đó. Chúng ta sang một cái bài nữa là hữu quy hoàn. Bài này nó chuyên về cũng dùng để bổ, có thể bổ gọi là bổ dương được, bổ thận dương là chính nhưng cũng có thể gọi là bổ dương. Ta đưa cả phụ tử nhục quế vô, rồi cũng có thuộc địa hòa sơn đơn bì, không? Không có đơn bì, có táo dục các bạn. Ta thêm các vị thuốc bổ thận dương mạnh như câu ký, đổ trọng, dương quy, thỏ thi tử, lộc giác gia, không anh? Chúng ta được cái bài hữu quy hoàn. Bài này nó ôn thận tráng dương, bổ tinh huyết. Trong đó phụ tử nhục quế, lộc giác gia, nó ôn bổ thận dương là quân, còn thuộc địa hồi sơn, sơn thù, thỏ thi tử, câu kỹ tử, đổ trọng có tác dụng là tư bổ cả can thận, làm mạnh gân xương, được thần, đương quy bổ huyết để hoạt huyết, để dưỡng can. Ta sứ, thằng này nó bổ vào hai khu vực là can thận là chính, hả? Cho nên chú trị những anh đây là liệt dương, đây những anh mà liệt dương đồ là chính.
thằng này thận dương bất túc, mệnh môn hỏa nó suy, sợ lạnh rồi đầu gối là lạnh, chân tay lạnh, hoặc tinh liệt dương, chân đau gối mỏi, nói chung là thận can thận là hư, thận chủ cốt can chủ cân mà, cho nên gân xương rồi nó rã rời yếu ớt, thì chúng ta dùng cái bài này của quy hoàn này. Y học hiện đại là cho ra các cái bệnh mãn tính như là thận, bệnh thận mãn tính, người bị liệt dương, suy nhược cơ thể, nói chung chung vậy. Rồi bây giờ các bạn làm cái kiểm tra 15 phút trước, rồi khi nào cùng nhau gặp nhau thì chúng ta sẽ kiểm tra một tiếp, rồi các bạn sẽ thi để giảm tải bớt. Cho nên các bạn nhận cái đề rồi các bạn gửi về cho tôi, các bạn làm thành một cái file có một trang rồi gì đó, tùy các bạn viết, tùy theo cái hiểu biết các bạn trình bày ở đó mà tôi cho điểm, ta gọi đề mở các bạn. Cái đề này kiểm tra 15 phút cho các bạn nhớ, đầu tiên các bạn đó điền họ tên cái lớp các bạn để tôi còn vào điểm 15 phút, để sau có gặp nhau chúng ta khỏi kiểm tra 15 phút nữa, chúng ta kiểm tra một tiếp mình cái đề trách nhiệm. Còn giờ chúng ta làm đề mở đi hả? Rồi các bạn gửi về địa chỉ mail của tôi đây. Các bạn cứ tùy từng người, các bạn vô mail các bạn gửi cho tôi về địa chỉ mail này, tôi sẽ nhận, tôi in ra để tôi cho điểm rồi, và tôi căn cứ vào cái bài kiểm tra đó để tôi thành lập danh sách của lớp các bạn luôn, được chưa? Các bạn là lớp trưởng đại diện cho tôi biết là các bạn có hiểu ý không? Dạ, tức là mỗi người làm mỗi cái người. Bài cái đề bài dài ngắn gì đó tùy theo cái nhận thức của mình mà các bạn viết ra, cũng có thể 5-7 hàng, có thể hết một trang này, tùy các bạn ha. Các bạn viết thành file các bạn gửi cho tôi. Ủa, thầy con nghĩ là từ giờ tới ngày mai là mới nộp đúng thầy? Không, bây giờ cho đến hết tháng 8 luôn. Dạ, trong thời gian các bạn cứ gửi về các bạn ghi cái đề một lần, bài làm kiểm tra 15 phút, rồi các bạn ghi tên họ y như đặt tay tôi nói đây. Đó, được chưa? Các bạn gửi về địa chỉ của tôi đây. Đó. Tôi sẽ nhận và tôi sẽ chấm điểm. Các bạn từ giờ cho đến khi mà hết tháng 8 là tôi sẽ chốt lại toàn bộ danh sách đó, tôi sẽ đưa lên danh sách để tôi kiểm cái bản điểm cho trường. Thì những bạn nào có kiểm tra 15 phút này sau khi tập trung, lúc tập trung thì mới tham gia kiểm tra một tiếp. Bạn nào không kiểm tra 15 phút có nghĩa là không học. Ngày mai chúng ta sẽ học ở ngoài, phải không? Không còn học chương trình nữa. Chương trình chúng ta đến đây là tạm dừng lại. Ngày mai thì tôi sẽ hướng dẫn thêm những bạn cái phần phụ khoa không ạ. Phần phụ khoa gồm các kinh kỳ này. Kinh nguyệt rồi cũng vâng á hả? Các bạn trong thời kỳ kinh nguyệt. Đối hạ nè, nghĩa là ra mạch đối khí hư rồi vân vân nè, rồi thai sản, tức là trong cái thời gian có thai nó có những vấn đề gì nè, rồi hậu sản, sản hậu có nghĩa là trong sau khi sinh rồi có những vấn đề gì. Chúng ta có bốn cái phần như vậy nằm trong cái chương thuốc phụ khoa, là những cái bệnh này khi chúng ta gặp chúng ta dễ xử lý, tại vì xử lý kém hơn ta. Trong thời kỳ có thai lại dùng thuốc tây rất khó, đa số là chống chỉ định thuốc đông cấp thay. Đồng thời là những trường hợp mà các bạn khi các bạn hành nghề ở những vùng nông thôn ở xa xôi, người ta không có điều kiện để mà đi kiểm tra thai định kỳ linh tinh chăm sóc thai nhé, thì chúng ta dùng cái thuốc bắc này rất hay, dùng cái đông dược chúng ta rất hay, rất hiệu quả. Thì tôi muốn nói thêm các bạn đi sâu vào cái phụ khoa. Như vậy ngày mai chúng ta sẽ học chuyên về phụ khoa, còn bây giờ các bạn nó đơn giản thôi, những cái các bạn mô tả những cái triệu chứng gì, khi bệnh nhân có những triệu chứng gì, chúng ta kết luận là lý do gì để chúng ta dùng thang trí thầy hộ. Vậy thôi, bạn nào cũng làm như vậy. Nhưng mỗi bạn có lý luận khác nhau, mô tả triệu chứng khác nhau mà tôi sẽ chấm điểm khác nhau.
được chưa? Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Con thưa thầy, thầy cho con hỏi với thầy. Con có người nhà bị polyp đại tràng mà trước là cứ hay bị táo bón và rất hậu môn, nhưng giờ thì cắt rồi. Nhưng mà khoảng 2-3 tháng nay bụng vẫn đau, bụng nó cứ đâm đâm đau và bị táo bón thì nó bị sao thầy? Hay có cái thuốc gì không thầy? Chúng ta hòa giải trường vị, chúng ta dùng những thang thuốc hòa giải trường vị, trong đó hai cái vị nói bật rất hay, đó là sa nhân và hoàng bá, các bạn nhớ hả? Sa nhân hoàng bá. Còn nếu như mà nó táo bón mà kèm theo những chứng thận dương hư đó, ví dụ nó đau lưng đồ nhiều á, thì chúng ta thêm quế vô. Dạ, anh cảm ơn thầy. Em đọc lại các cái bài thuốc mà hòa giải trường vị chúng ta đã học ở các phương thuốc hòa giải rồi. Dạ. Đó chúng ta dùng cái thang đó. Và da thêm là phải có sa nhân với hoàng bá, các bạn nhớ. Dạ. Cứ đi cầu bót rặn táo bón nó mà mót rặn, nó đau quặn bụng mót rặn rồi ngồi muốn ngồi rốn muốn rặn rặn nữa, thì chúng ta phải tiêm hậu phát chi xác để nó hành khí, đó là khí từ khí trẻ. Thầy cho em hỏi là người huyết áp thấp nhưng mà còn bị huyết áp kẹt nữa thầy, thì hay bị choáng với lại rất là khó ngủ, rồi lại sợ gió. Thì như vậy á, thì mình phải chữa can trứng hay là mình sẽ... Không, đó là dương hư. Dương hư đàm nó kết, đúng không? Dương hư đàm kết. Chúng ta dùng cái thang lục quân. Dùng thang lục quân tức là xâm trục thảo trần bị bắn hạ mà nãy chúng ta đã học rồi đó, đúng không? Ta dùng thang lục quân là chính. Yeah. Rồi nếu như mà chấm mặt mình nhiều, chúng ta ra thiên ma vào để nó cứ đờ. Dương hư đàm nó kết, nó mới có hiện tượng đó. Dương hư là huyết áp sẽ thấp, và huyết áp kẹt là đàm, đàm tức cholesterol huyết là nó cao, nó gọi là đàm kết. Chúng ta dùng cái thang lục quân, gia thêm thiên ma, không? Nếu chấn mạch rồi nhiều gia thiên ma, rồi đau đầu rồi nhiều gia xuyên không nhiều, để máu nó lưu thông. Đau đầu trong cái trường hợp của bạn đau đầu do máu nó lưu thông không tốt nó đau đầu. Chứ không phải đeo đầu theo kiểu thể phong nhiệt rồi gì đó, trường hợp đó chúng ta ra thêm thiên phong rồi nó hoạt huyết. Cho cái micro bạn nói khó nghe quá, kẹt xẹt ấy. Nói lại đi. Dạ nói gì thầy nghe không mày? Nghe rồi. Dạ những các cái trường hợp mà đau dây thần kinh sau một như là đi cầu mà đau, tiểu đau, rút ra thần kinh làm rồi đau thầy. Sao thầy thần kinh đã được? Cái đó sao gọi là thần kinh đi cầu đâu, tiểu đau hả nhỉ? Dạ nhưng mà không phải do viêm nhiễm. Hả? Dạ không phải do viêm nhiễm. Người ta cứ đi xong là đau. Đi xe mà đau hả? Đi xe mà đau, thường thường đau đó do khí trệ chứ không phải là do thần kinh gì đâu. Mà nếu nói theo Tây Y có nghĩa là nó rối loạn thần kinh thực vật, hiểu chưa? Nó kêu là như vậy. Thì chúng ta gọi đau đó là do khí trệ đó. Thì nếu như đi cầu đi tiểu rồi đau thì thường thường khí trệ ở đại trường, khí trệ bằng quang. Nếu trường hợp mà đi tiểu rồi nó cứ đau rồi đó, chúng ta dùng cái thang thận khí đó, tức là thang bát vị đó, gia thêm các cái vị nó hành khí rồi như mộc hương rồi dùng ô dước rồi đó. Còn nếu đi cầu mà như thế thì chúng ta dùng cái thang lục quân á, gia thêm mộc hương rồi họ phát chỉ sát. Còn nếu tiểu mình đau như thế thì chúng ta dùng thang bát vị, tức là thang thận khí đó, là da ô dước rồi ít chí nhân rồi đó, hiểu chưa? Đúng rồi. Thưa thầy, cho con hỏi là nếu một người bình thường nhưng mà họ dễ nóng nảy, dễ cáu gắt, dễ bực bội cho người á, thì mình dùng bài thuốc gì để hạ hỏa cho họ? Dùng nếu những người mà cứ gặp cái chuyện không vừa ý là dễ cấu bỏng rồi lắm, đúng là đó là can nó nhiệt, can nó út kết rồi, chúng ta dùng có thể dùng cái thang bổ trung ích khí ra da xài vào bạch thường, nó tăng bổ bạch thường vô để sơ can bình can. Nếu mà thiện cho nó cấu gắt mà tiểu đồ đó thì chúng ta có thể thêm nhân cần vào vô để tả can hỏa vô để thanh cấp nhiệt ở can hỏa. Đó là những người can hỏa, can khí nó út kết, làm cho dễ bực bội cấu gắt. Chủ yếu dùng bổ sung ít khí rồi da mấy thứ nó bình can, làm mát can, sơ can. Cảm ơn thầy. Rồi hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây các bạn nhé.
Rồi ngày mai cũng 8 giờ chúng ta gặp nhau để chúng ta lại học một vài cái vấn đề ngồi chương trình nha mẹ. Nó có ý nghĩa với các bạn, để tôi sẽ cố gắng trình bày cho các bạn cái đó. Rồi. Thầy cho em hỏi cái nhỏ đó thầy. Rồi, cái gì? Thầy cho em hỏi cái huỳnh kỳ bạch tuộc với cam thảo đó mình nấu thành nước mình uống hàng ngày có được không thầy? Ồ tốt lắm. Nó tăng sức đề kháng. Ba vị đó mình nấu chung một lần được không thầy? Chung lần chứ sao nữa. Thì nếu như các bạn dùng cái đó với ý đồ là tăng sức đề kháng, chống các cái bệnh ngoại cảm, kể cả Covid, dùng nhân tất cả các bệnh ngoại cảm nói chung, thì chúng ta dùng bạch tuộc thì cái lượng vừa phải hơn. Ví dụ như nếu như huỳnh kỳ chúng ta dùng ví dụ như là 15 gram thì bạch tuộc chúng ta dùng 10 gram, cam thảo khoảng 5 gram thôi. Cam thảo điều hòa các vị thuốc là chính. Với hai nó điều vị, uống cho nó ngót dễ uống rồi không cho nhiều quá. Ba vị nó theo thứ tự như vậy thì uống dài dài nó sẽ tăng sức đề kháng rồi cũng vâng. Dạ. Thôi đừng ra người dễ bị cảm thì dùng bài nó hay lắm chứ sao. Dạ thầy, còn cái câu kỹ tử với lại táo đỏ mình nấu chung thì cũng như cái bài vị này đó thầy. Không, táo đỏ với câu kỹ nó dùng thì chúng ta khi nấu chè rồi ăn hả? Hay là chân với đường phèn rồi chẳng hạn, uống chủ yếu là để nó bổ âm, người nó nóng nảy rồi hả, khô khát rồi vân, chúng ta dùng cái đó cho nên không phải tăng sức đề kháng theo cái hướng như tại vì vừa hỏi. Dạ cảm ơn thầy. Rồi để thôi các bạn nghỉ nhé, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. À, em ra tay.